Vàng sau cánh cửa. Sao lại lấy của tôi? Ái chà, đẹp đấy. Này, cầm lấy. Bẩm quan lớn. Cái gì? Đã giàu nước đố đổ vách ra, rồi còn đi cướp của dân. Đúng là lòng tham không đấy. Con trâu nhà lão kia béo quá, chẳng bù cho con trâu nhà mình ốm yếu gầy còm. Con trâu, làm thế nào nhỉ? Ông là ai? Ta là thổ địa, cái con khỉ. Ông vừa làm con trâu của ta chạy mất rồi kia. Tưởng gì, con trâu thì có gì mà phải tiếc. Ta còn có thể cho ngươi nhiều thứ đáng giá hơn thế. Ông có gì cho ta? Trong mỗi cánh cửa này sẽ có một món quà. Ngươi có thể chọn cho mình một cánh cửa. Nhưng lưu ý, mỗi cánh cửa bỏ qua sẽ không được chọn lại đâu. Vậy sao? Ngôi nhà lụp xụp này thì báu gì? Để xem cánh cửa thứ hai có gì nào. Trời ơi, một cung điện. Nó sẽ là của mình ư? Không thể tin được. Mà từ từ đã chứ, vẫn còn ba cánh cửa khác đang chờ mình cơ mà. Việc gì phải vội? Nhưng mà bỏ qua cánh cửa này sẽ không thể chọn lại được nữa. Thôi, ba cánh cửa kia chắc còn nhiều thứ hay ho hơn. Ôi, vàng. Có cả đống vàng này thì ta xây bao nhiêu cung điện mà chẳng được. Càng ngày món quà càng to. Còn hẳn hai cánh cửa nữa, phải đến xem nhanh thôi. Trời, còn hơn cả lúc nãy nữa. Mình thật sáng suốt khi không chọn hai cánh cửa kia. Sao mình lại gặp may thế chứ? Cung điện này, đống vàng này sẽ là của mình. Mình sẽ chọn cánh cửa này. Nhưng mà cánh cửa tiếp theo sẽ có gì nhỉ? Chắc sẽ hơn đứt những cánh cửa này cho mà xem. Nếu vội vàng mà bỏ lỡ thì phí quá. Thôi, chọn cánh cửa còn lại vậy. À, gì thế này? Cứu! Tham thì thâm mà, quả không sai. Cứu! Hú hồn! Liệu mình có bị quả báo như thế không? Lạy trời, xin hãy tha cho con. Con biết tội rồi. Dê đen và dê trắng. Dê kia, mày định đi đâu? Sao gặp ta mà không chào? Tôi đi tìm lá non để ăn và nước mát để uống. Lá non và nước mát cơ đấy. Thế mày có gì ở chân? Chân tôi có móng. Còn trên đầu mày có gì? Trên đầu tôi chỉ có sừng thôi. Xin ông tha cho tôi. Tha cho mày à? Thế tim mày thế nào? Tim tôi đang đập thình thịch. Ông làm ơn tha cho tôi. Đúng là một con mồi ngon béo ngậy.
sao? Lại một con mồi non ngu ngốc đây. Dê kia, mày đang làm gì? Tao đi tìm kẻ hay gây sự. À, đồ láo léo. Thế mày có gì ở chân? Chân thép của tao có móng cứng, sẵn sàng đá bay kẻ nào ngáng đường ta đi. Thế trên đầu mày có gì? Trên đầu tao có đôi sừng rắn như kim cương. Thế bây giờ tim mày thế nào? Trái tim thép của tao đang bảo tao hãy hút đôi sừng cứng rắn kia vào bụng mày cho lòi ruột ra. Nào sói xám, có giỏi thì lại đây. Đúng là nhút nhát không có chỗ trong phút lâm nguy. Sự ra đời của Coca-Cola. Cuối thế kỷ thứ 19, tại bang Georgia, nước Mỹ, tiến sĩ John Pemberton qua nhiều lần thí nghiệm đã điều chế thành công một loại thuốc nước đặc trị đau đầu. Xin chào. Vâng, xin chào ngài. Tôi có thể giúp gì được cho ngài? Ồ, tôi đang cảm thấy rất đau đầu. Anh làm ơn cho tôi mua thuốc nước đặc trị với. Xin ngài đợi một chút ạ. Thôi chết, thuốc hết sạch mất rồi. Tiến sĩ John lại đi vắng. Mà vị khách kia thì đang cần. Đây rồi, mình phải pha chế vậy. Pha với lọ nào đi? Hình như là lọ này thì phải. Mình nhớ tiến sĩ John đặt nó ở đây mà. Đúng là lọ này rồi. Xin lỗi vì đã để ngài chờ lâu. Thuốc của ngài đây ạ. Không sao, cảm ơn anh nhiều. Chào anh. Hôm qua bạn tôi mua ở tiệm anh một loại thuốc nước. Tôi uống thử thấy vị khá ngon, lại có thể giải khát. Anh cho tôi mua vài bình giống như vậy với. Ồ, ngài đợi tôi một chút nhé. Mình đã pha với bình nào? Sao không ra được màu đỏ hôm qua? Trời ơi, sao lâu thế? Chờ được anh thì tôi cũng chết khát rồi. Có chuyện gì vậy thưa ông? Thưa ngài, khách muốn mua thuốc nước trị đau đầu, nhưng đã bán hết cả rồi ạ. Xin ngài thông cảm, anh ta chỉ bán thuốc chứ không biết pha chế. Xin ngài đợi một chút, tôi mang ra ngay. Đây không phải vị nước mà tôi đã uống. Đây chính là thuốc nước đặc trị đau đầu. Đích thân tôi pha chế mà. Tôi đã nói là không phải. Tôi cần thứ nước màu đỏ mà bạn tôi mua hôm qua. Thôi, tôi không mua nữa đâu. Chuyện là thế nào hả cậu Paul? Sao lại có thứ nước màu đỏ? Thưa ngài, hôm qua có vị khách cần mua gấp thuốc nước trị đau đầu, nhưng ngài lại đi vắng, nên tôi đã mạn phép tự pha chế. Có lẽ tôi đã pha nhầm. Nhưng ông khách vừa rồi lại cứ nằng nặc đòi mua thứ nước giống như vậy để uống giải khát. Tôi không thể nhớ nổi mình đã pha chế thế nào. Ông ta nói là mua để giải khát à? Vâng, thưa ngài. Ông ấy còn khen vị nước màu đỏ ấy rất ngon. Vậy à, nước màu đỏ mà uống lại rất ngon sao? Đây rồi, chắc hẳn là dung dịch này. Chà chà, hay, mùi vị rất lạ. Bán cho tôi hai bình nước giải khát đi. Ừ, có ngay, có phải nước này không? Đúng, đúng là nó rồi. Ngày qua ngày, tiến sĩ John đã chế tạo thành công loại nước uống màu đỏ, có mùi vị kỳ lạ mà lại rất ngon, được nhiều người ưa thích. Thành công của cửa hàng ngày hôm nay chính là nhờ công lớn của anh đấy, Paul ạ. Tôi có làm gì đâu thưa ông chủ. Tất cả là nhờ ông chủ đã ngày đêm dày công nghiên cứu đấy chứ. Không, nếu không có sự nhầm lẫn thú vị của anh, thì trí sáng tạo của tôi hẳn vẫn ngủ quên đâu đó trong phòng thí nghiệm. Thế mới biết, nhiều khi cơ hội đến thật bất ngờ. Nhưng điều quan trọng là chúng ta phải có đủ năng lực, trí tuệ
để cơ hội không tuột mất một cách lãng phí, thưa ngài. Cơ hội sẽ tới khi chúng ta cố gắng miệt mài. Hãy biết cho đi. Xin chào, đây là món quà nhân ngày lễ tạ ơn từ một người biết các bạn đang cần và muốn các bạn hiểu rằng các bạn được quan tâm và yêu mến. Rất cảm ơn, nhưng tôi nghĩ là chúng tôi không thể nhận món quà này nếu không biết người gửi. Tôi chỉ là người mang đến hộ, chúc gia đình luôn no đủ và an lành. Ba nhìn xem này, giỏ thức ăn ngon quá. Chú ấy thật là tốt bụng. Ba không quen chú ấy à? Bạn và gia đình bạn xứng đáng có nó. Hãy biết rằng các bạn luôn được yêu thương, và một ngày nào đó nếu có cơ hội, hãy làm điều tương tự với những người khác. Lời nhắn từ một người bạn. Đó đúng là một người bạn tốt. Cuộc sống này vẫn còn rất nhiều người tốt. Con hãy luôn nhớ ngày hôm nay con nhé. Dạ. Peter, Peter, sao thế? Hôm nay là ngày lễ tạ ơn. Cậu có kế hoạch gì chưa? Hay vẫn phải đi làm thêm? Đến nhà mình đi, cậu luôn được ba mẹ mình chào đón đó. Hôm nay thì mình bận rồi. Cảm ơn cậu nha. Hôm khác mình sẽ đến với cậu và các bác. Tạm biệt. Mình để lại một ít đủ cho ngày hôm nay là được rồi. Xin chào. Có người gửi cho bà món quà này nhân lễ tạ ơn. Ơi, thích quá, thích quá. Không, không, tôi chỉ là người giao hàng. Đây là món quà từ một người bạn. Chúc gia đình một mùa đông ấm áp, một lễ tạ ơn an lành. Mẹ ơi, con đói. Ngoan nào, tối mẹ mua bánh cho các con nha. Bạn và gia đình bạn xứng đáng nhận món quà này. Hãy biết rằng các bạn luôn được yêu thương, và nếu mai này có cơ hội, hãy làm điều tương tự đối với những người khác. Mỗi lần nhìn thấy những nụ cười ấy, mình rất vui. Cuộc sống này còn rất nhiều ý nghĩa. Tiếp tục nào Peter. Lòng tốt là thứ dễ lây lan. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.